sorry mọi người là tại vì Hà cảm thấy rất quá phấn khích với các bạn ở đây, cho nên Hà muốn live stream để mọi người ở nhà có thể hòa cùng không khí vui với các bạn khán giả ở đây. Mình chuẩn bị vô một cái rạp mới. Hồi nãy thì Hà đến cụm rạp, hiện tại Hà đang ở CGV Pearl Plaza. CGV Pearl Plaza hồi nãy Hà vừa mới giao lưu một cái rạp bên kia, thì tại vì gấp quá mọi người vừa mới xem xong, sợ mọi người trời ơi, đi vô. Mọi người vì đã cắt ngang, mọi người đang quay phim. Nhưng mà làm phim của chúng em tới đây giao lưu, tiện qua đây chào gặp gỡ, chào hỏi mọi người, có những câu hỏi và có những phần quà dành đến cho mọi người. Mọi người chuẩn bị trả lời câu hỏi và nhận quà nhá. Bây giờ là anh đạo diễn Hải sẽ có đôi lời gửi đến các bạn. Đoàn phim ghé qua chủ yếu là để cảm ơn tất cả quý vị, anh chị, các bạn đã ra rạp ủng hộ phim Việt và đặc biệt là phim Nhà Có Khách ạ. Nếu như mà quý vị, anh chị và các bạn xem phim cảm thấy hay thì có thể về chia sẻ cho bạn bè hay là người thân để ủng hộ phim Nhà Có Khách ha. Cảm ơn mọi người trước ạ. Xin cảm ơn. Hả? Khoa nói gì đi em? Khoa. Và sau đây sẽ là quà hả? Sau đây thì mọi người sẽ đoàn phim sẽ có những câu hỏi rất là hấp dẫn và dễ cực kỳ luôn. Mọi người chỉ việc trả lời đúng và sẽ nhận được một món quà. Đây, trên tay Khoa là một thỏi son. Men đi luôn. Đó, son mà nam nữ xài được hết. Và hôm nay sẽ là câu hỏi đầu tiên của diễn viên Kathleen Phan Võ. Em xin hỏi mọi người, đó là cô diễn viên thủ vai mẹ của Vi, tên thật ngoài đời là gì? Đúng trên. Khó lắm nè. Trời ơi. Giơ tay ta, phải giơ tay. Giơ tay. Vậy là Tú Trinh. Đúng rồi. Con xài son luôn hả? Rồi câu thứ hai xin mời Mạc Văn Khoa. Dạ em hỏi ngắn gọn, xúc tích và đơn giản ạ. Cảnh em tắm em kỳ chân nào trước? Rồi anh áo đen, anh áo đen. Đúng rồi mà. Rồi anh đi với bạn gái đúng không? Dạ, cái thỏi son này có thể hai người cùng xài ạ. Mỗi người xài một nửa cây son cho tình cảm nó thắm thiết ạ. Dạ, câu hỏi thứ ba xin mời diễn viên Nhí, bây giờ đã lớn rồi, tiếng Ngô. Dạ, em muốn hỏi á là mẹ của em, dạ chị hai em nấu món gì? Cái đó là một tinh dầu của Hai Ba. Khi mà bạn xích cái tinh dầu đó vô thì bảo đảm khách sẽ tới thăm bạn. Và một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn xem xong thấy hay á thì các bạn hãy review thật hay trên fanpage của Lý Hải Minh Hà, sẽ có 300 phần quà đang chờ các bạn. Yên tâm, review hay thì sẽ lựa chọn ngẫu nhiên, các bạn sẽ có quà. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta chấm cái màn cho Vy đi ha. Ngồi đi, ngồi lại. Có cái người coi á. Một từ nó mà mình dọc. Mọi người cùng chơi số 4 nha. 1 2 3 cái chữ bà bóng quá nha. Ừ. Chào mọi người, xin mời, chúc mọi người xem vui vẻ. Lên sân bay Lý Hải Minh Hà sẽ có hình, những tấm hình hồi nãy giờ các bạn chụp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ các bạn chụp thằng nào? Chúng tôi chụp các bạn. Tiếp tục nào. Khách sẽ tới thăm các bạn đấy. Vui không ở nhà? Các bạn khán giả rất là dễ thương ha. Không phải lúc nào mình cũng có cơ hội để có thể gặp các bạn, vì hồi xưa lúc mà anh Hải đi hát thì gặp khán giả rất là nhiều và thường xuyên. Nhưng mà bây giờ thì anh Hải đang nghỉ hát rồi, anh Hải đi hát 4 năm rồi. Cho nên là mỗi một năm nhân dịp
cái ngày mà chiếu phim thì anh Hải mới đi đến những cái rạp và có thể gặp được các bạn khán giả, mình thật sự cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Bởi vì cảm ơn tình cảm của mọi người đã dành cho Lý Hải, Minh Hà và tất cả các diễn viên trong phim. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn Ái Trâm, Huyền Nguyễn, Trang Hữu Hưng, Linh Lê, Dung Nguyễn. Khi nào post em gọi chị vô, chị đứng ngoài này chút. Chị đang live stream á. Khi nào mà post lại xong rồi. Bây giờ mình sẽ đến đây, mình đợi một tí xíu. Tại vì bây giờ hai mà vô trong thì nó rất là tối, mọi người sẽ không thấy gì hết, bởi vì là phim đang coi. Thì mình sẽ xin post một chút xíu để mình vô mình chào và mình gửi lời cảm ơn khán giả. Tại vì đoàn phim, tất cả các diễn viên đã phải đi lặn lội rất là xa, cho nên là mình đến đây thì chắc là khán giả sẽ không có trách mình đâu. Mình vào, mình xin lỗi và mình chỉ muốn là nói lời cảm ơn đến tất cả các quý vị khán giả đã dành thời gian đến xem phim Lật Mặt, và muốn tặng mọi người một phần quà. Nhưng mà với điều kiện là mọi người phải xem được cỡ nửa phim thì mới có những cái câu hỏi được. Bạn nào vừa mới nói là cười muốn thòng ruột. Khi mà mình đi coi phim thì lúc nào cũng vậy. Những cái lúc mà phim mới ra thì mình nên đi coi ngay, bởi vì những cái lúc này có rất là nhiều đi coi, người coi cùng với mình, và cái niềm vui nó sẽ nhân đôi, nhân ba, nhân bốn, nhân năm, sáu, nhân bảy luôn. Tiến Huyền ơi, chị đang ở CCV Plaza. Bạn Nguyễn Mộc Khoa mới xem xong. Cảm ơn bạn Ken Ken, phim hay lắm chị. Cảm ơn Ken Ken nha. Chào Trình Dương. Á, vô. Phim Nhà Có Khách là nếu như xem xong các bạn cảm thấy phim hay thì có thể chia sẻ đến người thân hay là bạn bè để ủng hộ phim Việt Nam, đặc biệt là phim Nhà Có Khách là, để mau thu hồi vốn có tiền làm tiếp phần 5 á. Đầu tiên là xin lỗi là đã cắt ngang cái mặt cảm xúc của các bạn đang xem phim. Nhưng mà lỡ vô đây rồi thôi, bây giờ có mấy món quà để tặng cho các bạn làm kỷ niệm nha. Mà hiện nay tại vì các bạn xem phim chưa có hết cho nên mình sẽ hỏi từ cái khúc này trở về trước. Nếu mà bạn nào biết cứ đưa tay lên mình mời, nếu mà đúng thì có quà vậy thôi ha. Đừng nói ra nha các bạn sẽ mất phần quà. Các bạn biết tại sao nguyên một cái nhóm bạn này không... Nguyên nhóm bạn này phải nói cái từ khách không? Kỳ từ má. Ủa anh chưa chỉ mời bạn áo đen đó. Dạ anh, tại vì ở cái khu vực này người ta kỵ dùng cái từ ma. Mà nói thì sao? Nếu lỡ nói nếu mà nếu hợp thì người ta sẽ theo. Cười lắm rồi. Nói là đúng rồi. Anh chơi cười lắm không á. Nữ diễn viên xinh đẹp trong phim Kathleen. Nhân vật Bình quấn cái khăn màu gì? Em mời chị ở dưới cùng luôn. Đây là đi. Dạ, quấn khăn màu đỏ. À dạ đúng rồi ạ. Dạ, bây giờ tới bé Tiến Ngô, nhân vật đóng vai khách. Dạ, bây giờ trên tay của em á là một phần đậu phộng Tân Tân. Bây giờ em muốn hỏi á là cánh đầu phim em bị gì? Dạ anh là giới đầu tiên. Bị cây đè. Vậy em có chết không? Vậy bây giờ anh gán đợi nha, tới cuối phim rồi anh sẽ biết. Dạ bây giờ là phần quà của anh. Dạ, tiếp theo là mời người đàn ông sôi nổi nhất trong đoàn phim, mời Trang Quân. Lại nữa.